UTM Esports, LG Red. Và đây chúng ta hãy cùng xem những bước di chuyển đầu tiên của cả mùa giải Mountain Dew Championship Series mới. Và cụ thể hơn thì là những bước di chuyển đầu tiên của UTM cùng với cả LG Red. Khi có Brick Rank thì ai cũng muốn có một cái sự khởi đầu bất ngờ. Và đã có bất ngờ ở đây, sẽ mất tốc biến. Đấy, như vậy là đủ rồi. Brick Rank, một cú kéo theo kiểu là không có tầm nhìn. Nhưng nó là may mắn dành cho LG Red. Cùng với cả CL phát hiện ra tác rằng ở đây kéo con bùa đỏ ra. Và cướp được con bùa đỏ là CL, nhưng anh ta sẽ dồn một lượng, bị dồn một lượng sát thương rất lớn và lên bảng điểm số. Tốc biến đi là con bắt là vẫn bị làm choáng không. Đấy chỉ là một cú đẩy lui nhẹ nhẹ mà thôi, nhưng Tắc Răng đã đến kịp. Và trước đó là Jin đã làm chậm đối phương vào một cú kết hợp King Mantra cùng với cái nội hỏa của mình. Sun Siêu vẫn có thể thoát đi thành công sau cú đạn nổ thần công vừa rồi của Tắc Răng. Gragas đã khó ganh rồi, đã thiếu sát thương rồi, mà còn không có chiêu cuối nữa. Thôi sao? Sát thương là rất khó. Cái gì đấy? Tốc biến vào đúng cái lăn thùng rượu. Mà nên nhớ nhá, cứ để cho Sun Siêu có một hai mạng thôi thì Kasady có thể làm gọi bất kỳ ai trong nửa cuối của trận đấu này. Thêm cả Blink Rank, thêm cả những người đồng đội của Sun Siêu đang đến, sẽ là đánh nhau to. Và trong phiên bản mới thì tinh thể diễn giả khái nứt rất giá trị. Sun Siêu bị trùng lưới 90 kéo trượt, nhưng vẫn có một tình huống rút ngược về. Và Syndra, chủ lực của UTM đã nằm thì không còn lý do gì UTM ở đây để trao tranh. Tôi không thấy ra van ở đâu cả, bởi vì anh ta đang ở phía đường dưới, bỏ qua pha giao tranh của những người đồng đội. Con sứ giả ghen nhất nó lại thuộc về LG Red chứ không phải là UTM. Và Blink Rank đang tỏ ra là mình lợi hại trong những lần công trụ kiểu như thế này. Một cú kéo trúng chắc chắn có người chết. Đang kích tốc lên và có người phải lên bảng điểm số rồi, tuyệt vời. Đây là cặp ma trong tay của Jin. Là tôi sẽ về hồ nước cách đây 5 giây rồi, chứ không còn đứng đấy để cho Blink Rank có thể kéo được đâu. Bởi vì cái sức mạnh của cặp ma và Kathleen là không thể đủ để có thể phòng thủ những tình huống như vừa rồi. Ghê thật đấy, nó chỉ có đúng ngoại hình của thằng bố đó thôi chứ còn sát thương nó đúng. Không thể tin nổi, Syndra bị kéo và một màn thu lông vũ đã khiến cho Easy Lâm có được cái chỉ số hạ gục vừa rồi. Còn Zavan thì đang bị quăng quật và đập, cuối cùng sẽ là thùng rượu nổ kết thúc cái mạng vừa rồi của Zavan. Tuyệt vời, một pha tấn công nhanh như chảo chớp, nhưng nó không phải là một lượng tiền quá tuyệt vọng cho đại diện từ khu vực Hà Nội. Họ làm được, họ chơi ổn thì họ sẽ hoàn toàn làm được. Giai đoạn giữa trận đấu này họ có những con bài mạnh hơn, họ có Syndra, họ có Grave là những vị tướng giữa game rất mạnh. Vấn đề là họ tìm được điểm yếu của đối phương hay không mà thôi. Những đội hình nào càng nhiều sát thương thì tôi cảm giác đội hình đó càng khó để có thể bật lại được. Và Islop dùng cái chiêu cuối của mình, anh ta không lừa được Blaze và một lượng cầu khổng lồ vào người Islop lên bảng điểm số ngay lập tức. Và có bạn nào cũng khó có thể bỏ chạy. Anh ta có tốc biến đi thì cũng hàng loạt những thứ khác sẽ đuổi tới, bởi vì cái đó là một góc tốc biến mà anh ta không thể chạy được nữa, thì cũng có thể phát huy được cái mức vừa là chịu đòn vừa là tấn công rất là mạnh hơn so với cả UTM. Ragaz chịu đòn về cuối game cực kỳ hay, và một cú lăn bụng tốc biến. Kéo trúng ai đâu, không kéo trúng ai cả, kéo trúng con chó con thì phải, kéo trúng con chó sói con chói chân. Blink Rank, xin lỗi các bạn, đó là Zavan quyết định quay lại và thực hiện một cú chiêu cuối bắt đầu của đối phương, nhưng ngay lập tức Lee Sin đá nổ long tước ngược Zavan trở về. Trong mùa xanh này sẽ thuộc về bên phía UTM Play, không ai phải nằm xuống sau pha hỗn chiến vừa rồi. Đấy chính là việc mà LG Red họ hơi trùng bước trong cái việc ăn Baron. Nếu như họ quyết định thì họ nên ăn từ sớm khi đối phương hết mắt. Tầm này đối phương đã sạc lại được mắt và đi ra cắm tiếp thì hơi khó cho họ. Đây rồi. Kéo không nhìn thấy mà kéo. Không có tầm nhìn, và bây giờ chính LG Red là những người bị tấn công trước. Con bắt nào đang ăn 1 tỷ sát thương đến từ cả đạn nổ thần công, nhưng anh ta vẫn sống. Cái nội tại của Nick Rank khiến cho anh ta được sống sót, nhưng Syndra thì đã nằm rồi. Zavan combo thẳng đỉnh đầu Kassadin, một pháp sư đổi một pháp sư, nhưng sau đó thì sao? Jin đến, CL cũng đến, nhưng CL chưa vào vị trí để rút ngược được ai cả. Kéo được người về, đó là Kathleen. Nhưng cuối cùng thì Kathleen quay ngược trở lại tấn công một con bắt là có sát thương chí mạng đến từ phát bắn thứ 7 hay thứ 6 gì đó chẳng nhớ nữa. Nhưng Easy Love bên kia không được chơi, anh ta thu lông 1 tỷ kill. Double kill dành cho Easy Love. Nhiều lông cũng là một cái lợi. Thực sự mà nói thì nhiều lông là một cái lợi trong trận đấu này. Cả hai bên đang giữ sát thương vào con rồng. Con rồng vẫn đang ở ngưỡng 2000 máu và ai không, chưa ai là chủ nhân của nó cả. Máu nó đã hồi khá xa. Trước đó hai con rồng đầu tiên của trận đấu đã thuộc về LG Red, và những cái con rồng thứ ba đang rất to. Bốc hơi là Zavan. Rồng nó được giữ ở mức độ 2000 máu thôi, choáng vào mặt của Sin. Nhưng đây là Ragaz, sức chống chịu là cực kỳ tốt. Rồng thuộc về Ragaz chứ không phải thuộc về Lee Sin nữa. Nhưng nói gì thì nói thì tất cả rồng từ đầu trận đấu đến giờ hình như là hầu hết nằm trong tay của LG Red thì phải. Và sau đó một cái người hợp lý thứ hai đấy là Ziggs. Đây mới là hợp lý này. Này đây mới là hợp lý, nhưng mà cú dịch chuyển đó đã bị ngắt đi khi mà Play đã đến ngay cạnh con mắt đấy rồi.
Nhưng có thể là LG Red đoán được rằng mình sẽ ra con Baron này kịp, nhưng không, họ chỉ kéo được Hope mà thôi. Hope combo thành công từ khu vực dưới hàng Baron. Anh ta đã bỏ về giữa vòng bảo vệ của những người bạn của mình và coi như mất to con Baron. Tệ quá. Nhưng nếu là một màn đổi trụ, tôi không nghĩ là LG Red lại thế đâu nhá. Nhưng mà nếu như đổi thêm cả khu vực đứng giữa thế này, đây có thể là một cuộc main race. Endgame à? Endgame à? Endgame, họ muốn endgame, cả hai đội đều muốn endgame. Nhưng làm sao có thể endgame lại một lợi Baron? Tôi nghĩ là như thế. Đấy là một Lee Sin đá để có thể ngăn cản đối phương. Zavan đang ngăn cản cả bốn thành viên kia và Lee Sin đã phải lấy bàn điểm số rồi. Có một vài thành viên đã về được đến từ bên LG Red. Nhưng Zavan vẫn còn đó. Catlin đang bắn thẳng vào nhà. Trước sự bất lực của một Ragash không có sát thương, dây chuyền chuộc tội được chụp xuống và cả bốn thành viên cùng hồi máu và xin chúc mừng B1 cùng với những người đồng đội của mình. Tuyệt vời. Giả dờ thì vẫn cứ là giả dờ. Đó là lý do vì sao mà UTM được mệnh danh là đội tuyển tạm thời đang là mạnh nhất ở khu vực Hà Nội. Vâng, thưa những khán giả thân mến của Vietnam Esports TV, chào mừng các bạn quay trở lại với cặp đấu ra quân đầu tiên của ngày hôm nay của Mountain Dew Championship Series 2017 mùa hè giữa LG Red cùng với cả UTM. Đây là bắt bài của bắt bài, đúng không? Họ bắt bài mình thì mình bắt bài theo kiểu khác. Xin nhìn thấy rồi. Có một vài dấu hiệu đánh nhau trong khu vực bùa xanh. Ari vẫn chưa di chuyển, có cắm mắt và tặc răng cùng với Hope chủ động tấn công con bùa xanh này và ăn máu của nó trước. Quay sang tấn công Xin rất hay, dồn sát thương vào đầu của Xin. Xin mất ngay một nửa máu, nhưng vấn đề là họ còn có mắt ở đây, cả hai bên còn có mắt của nhau. Đường giữa Ari vẫn đứng yên, an tĩnh vận động. Thật ra thì anh ta đang bị Talia đẩy, Xin đang cố gắng tấn công và Hope mất khá nhiều máu. Hope nên trừng phạt để có thể lấy máu á. Trừng phạt đâu? Xin lấy. Hope không có trừng phạt, tôi xin lỗi, quên mất, đó là tác răng mới người có trừng phạt. Izumin ngáo ngơ thật rồi. Nhưng đấy, hãy nhìn mà xem về dạng nội tại của mình rồi và Play có mặt ở đây. Có một cú dịch chuyển để giữ cho một cái phân bào được sống sót. Và Sun Siêu, anh ta tốc biến né quy của Galio. Galio đuổi theo, thẳng. Có cú đấm nội tại của Galio. Sau đó thì người chiến thắng, đó là Play cùng với Hope. Hope sẽ sống, máu đang hồi và Hope sẽ sống nhưng không có hạt thông nổ đây rồi. Đôi lúc mọi thứ giữa thiên đàng và địa ngục nó rất gần nhau. Chỉ cần một cú đánh thương mà thôi. Một vài những sự can thiệp ở khu vực đứng giữa khi Sun Siêu đã có cấp độ 6. Đây là lúc mà tôi càng cảm thấy ái ngại dần cho Talia. Đó, đứng dưới đánh nhau, tốc biến đi là bị ăn khi bị thiêu đốt, tốc biến theo, con bắt lao thêm một vẩy nữa. Và anh ta đã có được chiến công tiếp theo của đại địa chấn. Đại địa chấn vào đầu của Zin gần như không thể sống nổi. Nhưng tiếc là, đúng rồi, xạ thủ là người ăn được mạng, hay quá. Mê hoặc thành công vào vị trí của Play, nhưng cuối cùng thì người bỏ chạy là Sun Siêu. Cắm hai con mắt và đó là những mắt tương đối lỗi. Nhưng có người đồng đội thì Sun Siêu mới quyết định làm như vậy. Tắc rằng phải chạy đi. Anh ta đã mất cú tốc biến, hôn gió trúng vào Play. Play đã sử dụng thanh tẩy. Hơi khó chịu, rất khó chịu. Đấy là Ari trong tay của Sun Siêu. Thấy chưa, tôi đã nói là hai mạng ban đầu nó chưa chắc đã làm cho Zavan trở nên mạnh mẽ hơn so với Hope đâu mà. Nhưng người chống chịu tại sao là Tắc Răng đổi rồi. Bây giờ người chống chịu là Galio. Galio vẫn có quá khỏe, anh ta dùng chiêu cuối để thoát ra khỏi tầm đánh của trụ. Nhưng Xin vẫn cần thêm một cú đánh nữa, tốc biến lên dùng nội tại đập vào mặt Sun của đối phương. Xiao cũng đã kéo được Galio về trong tầm trụ và anh ta đã có được cái mạng chiến công dành cho cái người mà vừa tiêu diệt đồng đội của anh ta. Như ở khu vực đường trên thì nếu như để đối đầu một cách song phẳng thì cũng chỉ là song phẳng không. Không phải là một kết quả hoa. Rồi, đợt này về mua đồ thì trở nên rất bá đây. Hôn gió hơi vô trách nhiệm, nó quá thiếu tầm. Trong khi đó thì CL buộc phải tốc biến đi. Anh ta đã hồi lại nội tại chưa? Tôi cũng không kiểm chứng được bởi vì cái tương tác ở trên cái bản đồ này nó không cho nhìn thấy nội tại. Mà chỉ nhìn thấy chiêu cuối mà thôi. Một cú hất tung, Dion lùi về, khổng lồ hóa, thanh trừng sấy một cách hoàn hảo. Và vẫn có một cú bắn xuyên thấu ở những phút cuối cùng. Hơi tiếc, lại là thù lồng. Lại là thu lông, hai tình huống thu lông thôi. Ghê thật đấy. Tầm ảnh hưởng và nguồn sát thương đó được gây ra. Đấy rồi. Hai người. Hóa cóc đâu? Hay quá, quang địa chấn lần này nó quá hoàn hảo. Không cẩn thận, hoàn toàn nhát có thể bay ra. Wow, lại là quang địa chấn rất tốt đến từ Blaze. Anh ta lại lao vào, không, đó là con bắt lao. Chắc chắn là không biết rồi, bởi vì đó có một mắt kiểm soát ở đấy. Nhưng V1 thoát được, không bị hất tung lên. Và có Sun Siêu tới mê hoặc. Và Lulu đang ở rất gần rồi. Khổng lồ hóa được sử dụng, V1 được thêm cả khiên nữa. Bỏ chạy thành công nhưng có bắt lào đã tới. Bắt lào có chiêu cuối lao thẳng vào và khiến cho V1 phải mất đi cú tốc biến của mình. Thêm giáp, tiêu đốt của bắt lào. Giáp, không có kịp giáp. Và đến bây giờ thì cái chiêu E của Lulu mới được hồi chiêu. Cầu về trượt khi mà Jin đã tốc biến thoát đi khỏi cú quy đó của Ari. Diễn viên chính là V1 đã nằm xuống Easy Love ở phía bên này, dùng cú chung cuối của mình thu lông, nhưng Tắc Răng né được thu lông và không bị trói. Đó mới là điều quan trọng nhất, hãy đứng ở bên lệch một cái bên phải bên trái nên vậy.
xúc trong lượng tiền tăng thêm sao? Nên là rất lại nhiều. Bảo sống được, Javan lại bảo sống được đi. Có xây có Rakan, có thêm cả Jack ở đây. Nhưng này tạm thời sống, thì sống, hai người này đang quan tâm đến một cái sống được. Sống được kìa, đại địa trận cũng như tốc biến đã giúp cho Sin bỏ chạy thành công. Chỉ thu hút được về cái mặt hình ảnh, về cái gọi là khiến cho đối phương sợ không dám ra mà thôi. Và kể cả là chiêu cuối cũng không còn nữa. Tăng răng cũng dùng chiêu cuối cho cái lần tấn công Ari từ trước đó rồi. Sin về, anh ta dùng cái gì ra? Anh ta dùng dịch chuyển ra. Vừa dịch chuyển ra đã hết máu rồi. Blade bị hạ gục. Có chiêu cuối của Galio đến nhưng không hất tung được ai cả. Có hất tung được CL. Nhưng CL cũng đã nằm, chuyển. Sắp nằm. Anh ta còn hai cái nội tại phân bào nữa. Anh ta không nằm, lại là không nằm. Một màn bảo kê thành công. Và lần này thì CL phải cảm ơn cái nội tại của mình. Nhưng với tôi thì khả năng trao đổi chiêu thức và khả năng solo với một người đã có gương mô danh chắc chắn sẽ nhỉnh hơn so với cái lưỡi hái kia. Nhưng đường trên thì không phải là solo nữa rồi. Kéo, giật ngược trở lại. Hope bị hất tung nhẹ nhẹ, đẩy về hướng bất lợi hơn, nhưng sân siêu đang chờ góc để hôn. Hope đang cố gắng né. Anh ta dùng quy của mình khá nhuyễn để đẩy lui những đợt lính. Khiêu khích thành công và Ari suýt chút không nữa nằm. Phải lên bảng trụ dường kia. Như trụ vẫn còn kìa. Hóa ra là tham trụ. Hai thành viên kia tham trụ nhưng họ không ăn được trụ trong pha thi đấu đó. Người ta bảo rồi, tham thì nó đồng nghĩa với việc thâm. Wow, ôi đạn nổ tấn công bay luôn cả ông Ari. Đây là bắn một được hai ạ. Tôi xin đổi lại tên, đấy là chiêu bắn một được hai của Ray, khi anh ta cũng bản thân của Tăng Giang cũng nghĩ rằng mình chỉ bắn được một người, nhưng ai ngờ sau khi bắn xong anh ta được ấy cả hai người lận. UTM họ làm được trong pha thi đấu đấy, có cả hay và có cả may. Ừ nào, hay chưa, tốc tiến lên vào. Và Jin tấn công khiêu khích, anh ta hóa cóc được vào xạ thủ của đối phương, nhưng thêm khả năng bảo kê của Galio. Tất cả bộ bốn này không ai bị sứt mẻ gì cả. Linh đã hết, Tắc Răng quyết định ở lại. Cái lối đánh của Tắc Răng là tương đối hổ báng. Tôi cảm giác độ chính xác là không quá cao. Hope đang định lao vào, CL nhảy thẳng vào đội hình của đối phương. Chiêu cuối không được sử dụng bởi vì anh ta đã bị hóa cóc mê hoặc là Lulu. Lulu lên bảng, Tắc Răng vẫn đang ở trong cái trạng thái nguy hiểm. Chúng ta có thể thấy là Lulu khắc chế Jack như thế nào. Ôi, không được rồi. Không được rồi. Quá cố là ngất ngay, không được rồi. Hai bùa lợi đấy. Một đòn bắn nữa cơ. Tuyệt không được. Vời, tuyệt vời, vẫn thoát đi thành công. B1 ở đường trên đang cán lao thẳng vào là CL nhưng không hất tung được ai cả, bị mê hoặc rồi. Là những gì mà Jin đang gặp phải, nề nảy không trúng được ai cả. Ari lên bảng điểm số đấy, lại là một động tác thừa, hoàn toàn không nhất thiết là phải đánh nhau với một bộ đôi đang khá là có nhiều đồ ở trong người. Quái vật này đâm đi đâu nhá. Nửa máu trụ thích quá đi mà. Giao tranh đã nổ ra rồi. Hai bên lao vào nhau nhưng không có gì để mất cả. Ngay lập tức Ray đã phải lên bảng điểm số, nhưng ngay sau đó thì Sin cũng đã sẽ phải lên bảng thôi. B1 đang lướt lên bắn rất tốt của Bion. Bion đang xanh. Bion đang xanh. Anh ta đấu đầu với Easy Love nhưng hên xui nha. Easy Love còn sống, nó còn có lông để chơi. Hồn gió trượt. Cầu đi cầu về. Nó trúng vào mặt của Blade nhưng nó không đủ sát thương. Hình như chỉ trúng cầu đi mà thôi. Thế trận đang ở thời điểm mà UTM đi kiểm soát, họ đang rình rập những cơ hội, nhưng tôi cảm giác cái người rình rập lại là LG Red nhiều hơn, bởi vì họ có nhiều cái cơ sở hơn để làm điều đó. Lao vào tấn công xạ thủ của đối phương nhưng xạ thủ chưa nằm xuống. B1 vẫn đang được chơi, hất tung cực kỳ nhiều thành viên lên. Đấy là Lulu. B1 vẫn đang bắn cháy máy bên kia, có biết là phải tốc biến bục trở đi rồi. Còn Jack đã về dạng phân bào, xin bị tấn công nhiều. Tặc răng bị thiêu đốt, anh ta sẽ phải nằm. Nhưng trong khi đó thì sao, bên kia B1 vẫn đang được bắn quá nhuyễn. Hai pháp sư đối mặt với nhau, hôn gió trúng chim chứ không hôn gió trúng người. Sun Seal là đây, người thua. Easy Love chắc chắn cũng sẽ thua vì chưa có một cái lông nào ở trên mặt đất để thu lông cả. Quét sạch, double kill dành cho Blade và quét sạch dành cho ETM. Bởi vì quan hệ chấn là một kỹ năng thậm chí còn khó hơn. Wow, cả kỹ năng E của Victor hay là mưa tên lửa của Rambo, bởi vì nó là đặt vùng chứ không phải là chỉ ra một cái phía như hai cự tướng kia. Con Baron được ăn một cái chớp nhoáng, ăn vụng trộm và thành công. Đấy là cái điểm hay ở Galio đúng không? Không cần những con mắt ở đằng sau lưng của đối phương để có thể dịch chuyển, mà dịch chuyển đi bất kể một cái nơi nào, miễn là ở trong cái khoảng cách để mình dùng được cú chiêu cuối, vậy là ổn. Đường trên, cái đường không còn trụ nữa đang bị nhắm đến rồi. Dịch chuyển của Galio và nó dịch chuyển giữa lòng địch luôn. Anh ta kích hoạt W để chống chịu chứ không phải để gây hiệu ứng vào ai cả. Tặc răng đang được bảo kê bằng chiêu cuối của Galio, nhưng Galio mất chiêu cuối rồi. Anh ta bị mê hoặc bởi hôn gió của Ari. Toa bắt lao được nằm. Trong khi đó bên kia Lulu cũng đã gục. Phun siêu không được bắn. Phun siêu lên bảng điểm số. Xeo là người gần như cuối cùng có mặt ở trên mặt đất của LG Red. Triple kill. Không, mới chỉ có 3 người thôi, mới còn 2 người sống để thoát về. Thôi, cố gắng bảo vệ hai cái bộ lợi đi, Easy Love ơi. Và tiếp tục bị kéo về, cố gắng combo. B1 lên bảng điểm số nhưng rồi sao nữa, đang cố gắng lấy cái điểm hạ gục này. Nào, đó là Easy Love.
anh ta ăn được Galio, nhưng còn Blaze ở đây còn rất nhiều lính, lính nó to quá, to không quét sạch, không cần lính, không cần phải làm gì cả, cứ Blaze đánh, lính đánh thôi. Blaze đã có một cái đàn em rất là đông rồi. Cái cảm giác bây giờ Blaze giống như kiểu Phan Hải của Phan Thị vậy. Có nguyên một đống đàn em đi theo dọn dẹp tất cả những gì cho mình rồi. Nhưng Blaze sẽ bị tấn công bởi một vị tướng hỗ trợ có thiêu đốt. Blaze rất nhiều đồ, lính to lại đến thêm. Có lính, hai con lính được cường hóa ở đây. Giác gần như chống chịu những đợt lính thì tôi đã khổ rồi. Nhỏ nhoi. Tôi lại nghĩ ra một câu nói nữa trong bộ phim Người Phán Xử dành cho LG Red rất thích hợp bây giờ. Phàm là một người chơi liên minh mà khi yếu quá thì về hồ nước mà đứng. Nó giống như cái câu nói của Phan Quân đánh nhau to xảy ra ở đây rồi. Galio đã đến bảo kê hất tung được 2-3 thành viên gì đó, không quan trọng lắm. Tin bị sấy bởi Thanh Trừng. Anh ta quay ngược trở lại không thành công. Tạc răng vẫn đang được bắn nhưng nên lùi ra một vài cái lông vẫn được thu về. Chiêu cuối được tung ra bởi Thalia hất tung bằng hỗ trợ bên phía LG Red thì tất cả bấy nhiêu chỉ làm nền thôi. Thalia chơi quá hay trong trận đấu này. Còn một người sống nữa là Easy Love. Này thì easy này, và trận đấu kết thúc cũng easy, y như cái tên của Easy Love vậy. Này, Easy Love. Nói chung là ngoài tình yêu ra thì không nên tin vào ai cả. Phạm là gamer, yếu quá rồi thì về hồ nước đi ngủ. Thôi nói vui vậy thôi, xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên. Một chiến thắng gia quân hoàn hảo của UTM, một đội đại diện ít ỏi đến từ khu vực Hà Nội. Đang khá lâu rồi thì nghe chừng ra khu vực Hà Nội đã không còn nhiều những đội tuyển mạnh nữa. Và UTM là một trong những đội tuyển còn sót lại.